nhà hay căn hộ. Khi nói đến mua một nơi nào đó để tạo nên mái ấm gia đình, thì chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn. Anh Mẫn Hồ lại một lần nữa đến với chúng ta để bàn về những ưu điểm của thị trường bất động sản hiện nay. Anh có thể so sánh cho mọi người biết nhà hoặc căn hộ thế nào là hơn? Dạ chị, dạ xin chào mọi người. Thì ở đây Mẫn xin giải thích về hai vấn đề là mình nên sở hữu một cái nhà hay là mình nên sở hữu một căn hộ và những cái điều tốt hoặc xấu đối với hai cái hình thức này. Thì như nói, nhà hay căn hộ cũng tùy theo vào cái tài chính của mỗi gia đình. Khi mà mình chọn căn hộ là mình bước vào giai đoạn đầu, khi mà mình bắt đầu mình muốn sở hữu một cái căn nhà cho gia đình. Thì khi mà mình chọn một cái căn hộ thì căn hộ nó có những cái hạn chế, chẳng hạn như là bãi đậu xe không được nhiều, căn hộ mình ở chung với người khác, đôi đâu vách với nhau, hoặc là những cái tiền mình đóng hàng tháng cho cái khu vực đó, chẳng hạn như là tiền HOA, tiền mà để cho họ bảo quản cái khu vực, tiền bảo quản sân cỏ, cây cối cũng như là hồ bơi vân vân. Và cũng nói luôn, khi mà mình ở trong một cái khu tập thể như vậy thì có những cái ồn ào, những cái giới hạn và những cái bất tiện cá nhân. Đó là một cái điểm khởi đầu tốt cho những người mà bắt đầu sở hữu một cái nhà cho gia đình. Còn khi mà mình nói mà mình chọn một cái nhà thì tương đối cái nhà nó có những cái ưu điểm của nó. Nó có chỗ đậu xe tương đối là rộng rãi hơn. Nó là một cái nhà mà mình không có bị ồn ào bởi những cái người xung quanh nhiều. Cũng như là cái nhà thì mình có những cái không gian riêng tư. Mình có thể mình nâng cấp cái nhà của mình lên, hoặc là mình xây rộng ra, mình có thể nới phòng. Và cũng như nói là cái nhà là nó có một cái giá trị hẳn hòi của nó. Thì khi thị trường mà nó có lên hay xuống thì cái nhà tương đối là một cái điều kiện tốt để mà nó tăng trưởng cái tài sản của mình. Hoặc là khi mà thị trường mà có đổi chiều đi xuống thì cái giá trị của nó cũng chậm hơn so với cái căn hộ. Khi mà Mẫn nói về tài chính là một trong những cái lý do mà người ta có thể lựa chọn về căn hộ thay bằng mua nhà trước, thì Mẫn có thể nói thêm cho mình biết về cái tài chính và so sánh như thế nào để mà mình có cái sự lựa chọn là mua vô nhà hay là căn hộ lúc đầu tiên? Dạ, thì như nói khi mà mình chọn nhà hay là căn hộ cũng cái yếu tố của nó cũng xoay quanh vào cái tài chính của gia đình. Ví dụ mình khởi điểm, mình bắt đầu mình mua cái căn nhà đầu tiên mà tài chính mình vẫn chưa vững, việc làm của mình vẫn chưa được lâu năm, hoặc là cái tiền lương, tiền thu nhập của mình vẫn còn ở hạn chế, thì mình nên chọn khởi điểm ở mua căn hộ. Tại vì mua căn hộ như vậy, cái tiền nhà tương đối mình trả nó sẽ thấp hơn so với mình mua một cái căn nhà lớn. Khi mà mình mua một cái căn hộ thì cái số tiền mình đóng hàng tháng mặc dù nó thấp, nhưng mình có một vài số tiền khác như là những cái tiền khu vực, tiền HOA thì tương đối đôi khi nó khoảng chừng 100 mấy, 200 mấy, 300 mấy, và đôi khi nó cũng có thể 400 mấy. Mặc dù là có số tiền đó, nhưng mà cái số tiền đó nó cũng nằm trong cái hạn chế của mình vẫn có thể mình trả nổi. Còn ví dụ mà mình tài chính mà mình đủ thì mình cũng nên mua nhà. Tại vì khi mà mình mua nhà thì cái độ tăng trưởng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cái tài sản của nó sẽ tùy theo cái thời điểm, ví dụ mà thị trường mà nó đi lên thì cái tài sản của mình nó cũng đi lên nhiều hơn. Nếu mà mình mua nhà thay bằng vào căn hộ. Có vẫn vẻ như là Mẫn nghĩ là nói về tài chính và cái cơ hội, cái giá trị của bất động sản của mình thì cái nhà luôn luôn là nó khá hơn. Dạ đúng chị. Nhưng mà không muốn nhìn vào một cái khía cạnh khác nữa. Lúc mà Hưng còn trẻ, mới ra đời, mới ra trường thì rất ham mê có một căn nhà lớn. Nhưng khi mà mình càng ngày, mình càng lớn tuổi, sau khi mà mình có gia đình, mình có con cái, rồi con của mình bây giờ coi như là bắt đầu vô đại học và nhà của mình dần dần thật là lớn, coi như là quá lớn đi. Thì trong lúc đó đó, Hưng cũng nghĩ tới rằng là có thể có một cái căn nhà nhỏ hơn. Thì khi mà mình nói đến cái căn nhà nhỏ hơn thì Mẫn nghĩ sao? Là có nên mua một căn hộ hay không? Thực sự như nói đó, thì cái tâm tư của mỗi người hoặc là của mỗi gia đình nó cũng tùy thuộc vào cái thời điểm của mình. Thì như nói, ví dụ mà mình khởi điểm, mình dựng nghiệp, mình xây cái tổ ấm gia đình, tài chính thì tương đối nó hơi hạn hẹp, thì thành thử mình mua một cái căn hộ nhỏ, một cái condo nhỏ để mà mình xây dựng cái tổ ấm của mình, rồi sau đó dần dần mình sẽ có những cái thu nhập đáng kể. Và mình có thể, một là mình bán cái căn hộ đó để mà mình upgrade lên, mình mua một cái căn nhà lớn hơn.
rồi mình có thể mình cho mua cái căn hộ đó ra. Thì như nói thì cái cuộc sống nó là càng ngày nó càng phát triển, càng ngày nó càng đi lên, thì tài chính của gia đình cũng vậy, cũng càng ngày càng đi lên. Thì tới một cái mức độ mà mình đã về sau này mình đã có một cái tài sản nhất định, thì lúc đó là nó là một cái sự lựa chọn, là lúc mình muốn bán cái nhà rồi quay lại căn hộ, hay là mình muốn bán một cái nhà rồi mua một cái căn nhà tương đối nó nhỏ hơn. Nó cũng không hẳn là một cái căn hộ, tại vì khi mà một cái nhà nó nhỏ hơn thì mình vẫn có cái không gian riêng tư của mình, không bị quấy rầy, thì tương đối cái cuộc sống lúc đó nó sẽ dễ dàng phù hợp cho mình hơn. So cái đó là cái ý kiến của Mẫn. Nhưng mà về một mặt khác, tôi muốn twist nó một chút xíu, là khi mà mình vô một căn hộ thì cái chi phí là một cái mà người ta nghĩ tới nhiều nhất khi mà mình có căn hộ. Nhưng mà có những căn nhà mà được xây mới đây bây giờ cũng bắt đầu có những cái lệ phí, hoặc là những cái họ kêu là values, nó cũng rất là cao. Cho nên khi mà Hương so sánh như vậy đó, thì Hương nghĩ rằng là ok, bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình vô những cái căn hộ, và trong những căn hộ đó thì họ sẽ lo vườn cho mình, vườn tược cho mình, những cái sự hư hại ở bên ngoài thì là cái association nó sẽ lo cho mình hết. Dĩ nhiên là cái tiền đó là vẫn trong túi của mình bỏ ra, nhưng mà cuối cùng mình cũng phải lo lắng. Và có thể rằng là khi mà mình chung với những người khác mà cũng có những căn hộ trong đó, thì cái chi phí để mà sửa sang lại thì nó đỡ hơn, tại vì mình đã đóng trong cái association fee rồi. Cho nên khi mà có một cái chuyện gì mà phải sửa sang lại thì nó lấy trong tiền đó ra. Thì mình nghĩ sao về cái ý nghĩ đó? Dạ đúng chị. Thì nói khi mà mình dần dần mà mình tài sản mình bắt đầu tăng lên, mình chọn những cái nhà lớn hơn, thì những cái nhà lớn hơn ở trong những cái khu vực mới hơn, trong những cái khu vực mới hơn đó cũng có những cái số tiền hoa, tiền bảo quản khu vực, tiền Belarus, là những cái loại thuế mà người ta đánh trong cái khu vực để mà họ dùng, họ xây trường học, xây đường xá, xây chợ búa, đôi khi có những xây nhà thờ cũng có. Thì như nói đó, thì cái đó số tiền đó nó cũng chênh lệch khá cao so với cái số tiền mà căn hộ. Thì thành thử khi mà tài sản mình đã có mở được một ít, và mình cảm thấy cái sự đòi hỏi của gia đình nó không có đòi hỏi nhiều, và mình cảm thấy mình có thể mình chuyển đổi vào mình sống căn hộ, thì nó là một cái điều tốt. Tại vì lúc đó là cái số tiền mình chi trả cho những cái số tiền đó tương đối mình đủ khả năng để mà mình trả. Thành thử ra tài sản của mình lúc đó nó cũng đã ở một cái mức độ nhất định. Nhưng mình cũng hiểu rằng là khi mà mình dọn về căn hộ thì mình đã phải trao đổi những cái cuộc sống của mình. Tại vì lúc đó mình sẽ phải chung đụng với rất là nhiều người hơn, tại vì mình ở một chung một cái nhà chỉ của mình thôi. Có nghĩa là nếu mà có các bạn thích giao thiệp, thích có một nơi mà có thể trò chuyện với những người khác, và mình có thể mình nói các bạn trẻ. Các bạn trẻ bây giờ, ví dụ mới học ra trường, vẫn còn muốn kiếm một nơi nào mà có thể quen thêm bạn gái, bạn trai, hoặc là có một cái sinh hoạt gì đó, thì theo Mẫn nói như vậy thì có thể rằng là cái căn hộ nó cũng là một cái lợi ích cho mình. Đúng vậy, cái căn hộ thực sự nó cũng là có một cái điểm tốt cho những người mà muốn đầu tư cái nhà căn nhà đầu tiên. Tại vì đối với cái căn hộ thì tương đối đó, mình khi mà mình đã chuẩn bị mình dọn ra, mình nâng cấp lên, mình chọn một cái nhà lớn hơn, thì cái căn hộ nó rất là dễ dàng để mà cho mướn. Thì thành thử cái căn hộ đó là một cái khởi điểm, nhưng nó cũng là một cái cơ hội để mà mình đầu tư vào cái bất động sản. Rồi nói đến cái đó là mới nói đến các bạn trẻ, rồi những bác mà lớn tuổi bắt đầu có nhiều khi con cái như nói lớn lên, hoặc là chồng hoặc vợ mất đi, thì cuối cùng nếu mà họ ở trong một căn nhà lớn thì nó lonely, nhưng mà dọn vô một nơi mà như vậy thì cũng như vậy, là nếu mà mình có một số người vô một cái căn hộ mà nói những người mà cùng một tuổi của mình, thì vẫn nghĩ sao đó có phải là một cái cơ hội để mà họ có thể có bạn bè giúp đỡ cho nhau nữa. Dạ đúng chị. Khi mà nói về những quý vị mà ở cái mức độ tuổi thường niên, thì căn hộ nó là một cái chỗ tương đối là khá lý tưởng. Thứ nhất là mình không phải lo toan những cái việc sửa chữa nhà, mình không phải lo toan những cái chi phí cao. Và đôi khi mình ở trong một cái khu vực như vậy, mình đi ra đi vào, mình sẽ gặp rất là nhiều người và kết bạn với họ, và cái đó là có thể là một cái không khí tương đối là tốt, lành mạnh, và mình dễ chung đụng với người ta, trò chuyện với người ta, làm cho cái tâm tư của mình, nó của mình nó dễ dàng, nó khuây khỏa hơn. Thì cái đó là một trong những cái lựa chọn tốt. Thì khi mà mình nói như vậy, mình cũng sẽ phải nghĩ tới là mình sẽ ở đâu,
như là vẫn nói có thể rằng là mình ở một căn hộ, thí dụ nó là một cái căn nhà mình mới mua để mà mình bước lên một cái bước kế tiếp, hoặc là đó là một cái đời sống mà mình thật sự mình thích, những cái strategy nào để mà mình biết nơi nào là tốt nhất cho mình. Và cái quan trọng nữa, khi mà mình nói về tài chính thì mình nên lựa nơi nào để mà cái giá trị của căn hộ của mình hy vọng là nó vẫn tiếp tục nó lên. Dạ đúng chị. À, khi mà mình chọn lựa mua một cái căn hộ thì có vài yếu tố mình cần phải để ý tới. Thứ nhất là cái căn hộ của mình mua nó có gần ở chỗ làm của mình hay là không. Thứ nhì, cái căn hộ của mình mua nó có nằm ở khu vực sầm uất hay là không. Nó có nằm ở những cái như là trường đại học, nó có nằm ở những gần như là chợ búa, shopping center, hay là nó có nằm ở trong cái khu vực mà có nhiều người đến du lịch. Thì đó là những cái yếu tố rất là quan trọng để mà mình chọn mua một cái căn hộ như vậy. Tại vì khi mà mình chọn mua một cái căn hộ như vậy thì tầm mà phát triển của nó cũng là một cái yếu tố về lâu về dài. Thì thành thử nếu mà mình chọn một cái căn hộ mà nó ở gần trường học, trường đại học, hoặc là những cái trường như là high school rồi này nọ, thì nó là một cái địa điểm khá tốt cho mình. Còn khi mà mình chọn một cái khu mà nó có nhiều du lịch, thì khi tương lai này mà mình có nâng cấp cái cuộc sống của mình lên, thì cái căn hộ đó cũng dễ dàng cho mướn và cho mướn được giá hơn. Và ngoài ra cái phương tiện tiện nghi cũng là một trong những yếu tố, nó có gần đường xá lớn hay không, nó có gần freeway hay không. Thì đó là những cái yếu tố tránh mà khi mà mình đề cập tới là mình nên mua ở chỗ nào. Thì tránh mua những cái chỗ nào mà tương đối nó hơi khuất và nó hơi xa. Thì tại vì khi mà những người mà về sau này họ có mướn lại cái căn hộ của mình thì họ cũng coi là có gần cái chỗ làm của họ hay không, có tiện đường cho con cái của họ đi học hay không, hoặc là những cái phương tiện gần gần để mà họ có di chuyển hàng ngày. Thì cái đó là những cái yếu tố tránh khi mà mình chọn mua chỗ nào. Vậy để giúp các bạn quan tâm mua căn hộ, anh Mẫn có thể chỉ ra phương thức nào đơn giản và hiệu quả hay không? Dạ chị. Thì như nói, nếu mà mọi người ai có tâm tư muốn mua cho mình một căn hộ thì việc đầu tiên là mình nên chuẩn bị về cái tài chính của mình cho nó ổn, điểm tín dụng của mình cho nó ổn, thu nhập của mình cho nó đều. Và như nói, cũng ít nhất mình cũng phải có được một số tiền nhỏ nhỏ để mà mình đặt cọc để mà mua cái căn hộ của mình. Và một trong những cái yếu tố quan trọng đó là nếu mà mình không có đủ tài chính để mà mình mua và sở hữu một căn hộ thì mình cũng có thể nhờ vào gia đình, cha mẹ hay là người thân. Thì nó có một phương thức làm là mình có thể mình nhờ người thân cho mình một cái số tiền cọc hoàn toàn như là 100%. Thì cái đó là một cái gọi là mình là một cái gift letter hay là một cái quà tặng của gia đình. Cái đó được hợp lệ, hợp pháp. Thì như nói, khi mà mình chọn mua căn hộ thì đồng nghĩa là tài chính của mình có hạn chế, thì mình cần được sự giúp đỡ của nhiều người thì càng tốt. Và nên nhớ rằng lãi suất là cái điểm yếu tố rất là quan trọng trong cái thời điểm này, nó sẽ làm cho mình hội đủ điều kiện để mà mình vay mượn. Thì đôi khi mình mua căn hộ hay là mình mua một cái nhà để mình ở, cái cảm tính của mình là mua để mà mình ở, nhưng mình phải lưu ý rằng là mình phải coi cái sự tăng trưởng của nó như thế nào. Mình phải chọn cái nhà đó nó nằm ở trong cái khu vực nào, mà tương lai nếu mà thực sự mình có nghĩ đến cái chuyện mình bán nó vẫn được một cái giá tốt, thay vì mình mua một cái nhà ở một nơi hẻo lánh thì khi mình bán có lẽ là mình sẽ bán nó không được tốt như mình mong muốn. Để cảm ơn chị. Nói tóm lại, những yếu tố mà Mẫn vừa đề cập tới cũng có nhiều điểm tương tự như khi mình mua một căn nhà, nhưng sự khác biệt ảnh hưởng nhiều tới quyết định mua căn hộ đó là về vấn đề tài chính, hoàn cảnh, tâm tư của mỗi gia đình và giá trị tăng trưởng của căn hộ đó. Các bạn hãy like và follow You Perfected để biết thêm những đề tài hấp dẫn này, và theo anh Mẫn Hồ để biết thêm nhiều về đầu tư bất động sản tại Bất Động Sản Cali.